Ok, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao JBL Hoàng Mai trong clip review sản phẩm tiếp tục mang đến cho tất cả các bác, đó là một cặp phun đơn cực kỳ gấu SRX812, một trong những dòng phun đơn cực gấu BAT30. Và nếu như những phòng cực nhỏ thì chúng ta sẽ không cần phải xài súp với những dòng loa này nữa. Còn có súp thì đương nhiên nó sẽ hay hơn, nhưng mà nếu như chúng ta muốn xài đơn phương độc mã thì có thể những cặp loa này làm toại nguyện các bác, với cái chất mát cực kỳ dày dặn và uy lực luôn. Và chúng ta nhìn từ bên ngoài sang bên trong, nội thất coi như là mới cáu bao cho các bác, chỉ thiếu cái thùng súp. Ok, xin mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ đi vào chi tiết của sản phẩm. Đầu tiên là những chiếc e-căng xuất sắc luôn các bác nha. Đây là những dòng mà chúng ta phải cần những cục công suất tương đối khủng đánh mới ra được. Đó. Đầu tiên, quảng cáo nhanh và không lan man nhiều, chúng ta hãy đi vào chất test bao zin cho tất cả các bác. Và con này được sở hữu ở bát 24332H các bác nha. Các bác hãy nhìn. Và test thì sáng choang luôn. Và các bác hãy nhìn 7 màu óng ánh luôn nhá. Đó. Xuất sắc luôn này. Em sẽ quay rất chi tiết cho tất cả các bác. Đó. Đôi này thì coi như là mới luôn. Xuất sắc chất mát, chất tép luôn. Đó. Đây là dòng mà rất gọn nhẹ để cho chúng ta đánh những dòng trong cái phòng tầm 20-30 mét thì chúng ta tha hồ lực các bác nhá. Đó, xuất sắc luôn. Và tiếp đó chúng ta hãy đi vào, ở đây là củ bát đầu gấu thôi, 22272H các bác nhá. Và tình trạng thì như mới luôn. Đây các bác hãy nhìn những cái ánh 7 màu của những lâm châm. Đó. Côn từ thì cực kỳ vững và phải nói rằng không bao giờ thất vọng trong cái dòng mà bát 30 chúng ta muốn sử dụng uy lực. Đó. SRX812 các bác nhá. Đó, quay nhẹ nhiếc xuất sắc luôn này. Đấy. Và bây giờ ngày rộng tháng dài thì em Cao sẽ có để quay chi tiết cho tất cả các bác. Còn các bác mua bên em Cao thì các bác vẫn được đảm bảo bao zin, bao xịn và chi tiết nội thất. Các bác hãy nhìn, đó, 22, 72H, đặc trưng của bát STX SRX812. Và rất nhiều các bác còn thích hơn STX rất nhiều. Thùng con này sâu hơn, dày hơn và uy lực hơn các bác nha. Đó, coi như là mới tinh, em phải dám nói một câu là chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Nếu bác nào quan tâm thì alo em Cao nhá. Tình trạng xuất sắc luôn. Đó, chúng ta đi vào. Phân tần thì cực to luôn. Sợi dây sợi rắc coi như mới cứng luôn các bác nhá. Đó. Đó, thấy không ạ? Đó. Và tí nữa em sẽ lện với con công suất này 9000i để cho tất cả các bác. Nếu bác nào quan tâm cái 9000i thì em sẽ tháo ruột coi như mới luôn. Em khẳng định với các bác thế. Xuất sắc luôn. Đó. Bác nhìn thấy không ạ? Đó. Ok chưa? Loa thì nó chỉ có vậy thôi. Đó. Xuất sắc đều. Tép. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ để em Cao. Hai số máy trên màn hình có đầy đủ các thiết bị để các bác chúng ta lựa chọn từ dòng châu Mỹ sang dòng châu Âu các bác nhá. Ok, em sẽ ráp lại và test hàng clip nhanh một chút để cho tất cả các bác cùng tham khảo với cái model SRX812. We'll be right back.
tất cả các bác. Vừa rồi các bác được nghe của cặp SLX812 thể hiện bát 30 cực kỳ dày dặn và uy lực các bác nhá. Đó, cực phê luôn. Đó. Và các bác hãy thẩm bằng những đôi tai nghe để ra biết được bát 30 dòng SLX812 nó uy lực thế nào. Em đang đánh bằng Itech Microtech 9000. Các bác quan tâm thì alo em Cao, chỉ một cặp mà làm cho các bác có thể hài lòng với không gian tầm 30 mét đổ lại các bác nhá. Ok chưa ạ?